Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã lại kênh của mình nha. Hôm nay thì ngày 14 tháng 2 nha anh em, dương lịch, ngày âm lịch luôn. Thì mình lên video clip đầu năm. Thì xin chúc anh em xem video clip thì có một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Rồi, thì con này do anh khách đặt cho mình trước Tết rồi, thì giờ mình cũng dọn lên là làm lại nhanh. Rồi giờ mình sẽ quay chi tiết nha anh em. Này là nguyên thùng của kia 508 nha nè. Rồi sẽ quay chi tiết máy. Máy thì thùng thì mình dọn lại nha. Còn đầu còn nguyên riêng luôn nha anh em. Đó. Mua ta. Trong này hộp thử một từ. Rồi. Giờ mình sẽ vào chi tiết của máy nha. Con này có hiệu là GR508VH nha. 508VH. Con này ti xứ của nó là 25 ly, nó xài với mức áp là tầm 60-80, chạy bét 2.5 ly nha, 2.5 ly. Đó, con này thì còn nguyên riêng luôn nha anh em, đầu nguyên riêng, tay hồi đây có rò le nha, xài tự ngắt súng nha, ngắt súng là ngắt máy luôn nha anh em, cỡ 3 giây sau là ngắt máy nha. Con này chỉnh chỉnh áp nha. Đó, chỉnh áp bạn ra bằng vô này anh em, rất là nhạy luôn. Đồng hồ ring luôn, quá đẹp luôn, đồng hồ ring. Đó, con này thì nó dòng nó nguyên riêng, nó có góc lọc Arimitsu luôn nha anh em, góc lọc nước Arimitsu. Đó, cái này nó có van nữa. Đó, rồi nó bắt qua cái như này. Này nó có cái lọc nước đó nha anh em, lọc nước. Hôm nay có hộp thở động từ, ra đây thời gian. Quay cho anh em thấy. Đó, đầu rất là đẹp luôn. Đó, motor điện 3 pha 38 nha. 3 kg 7 3 pha 38. Nó xài điện 3 pha 38 nha anh em. Anh em nào có điện 3 pha 38 thì xài cái bộ này nha. Đó, đầu rất là đẹp luôn. Đó, cái này là cái dây mà truyền vào cho đường nước ra nha anh em. Đó, đường nước ra nha. Này có cái chén để bảo vệ che lại nha. Rồi. Đó. Con này có cái báo nước nha anh em. Báo nước. Báo nước nè. Hết nước là nó máy nó không chạy luôn nha. Này có thùng inox nha anh em, thùng inox mà. Rất là đẹp luôn. Inox. Còn dính bùn nha. Cái này mình chà thì mình gãy nó ra nha, chứ nếu mà để đánh thì đánh nó bay hết mấy cái này, cái bay, nhưng mà nó không được đẹp, nó không được bóng, không được bóng như vậy. Này có bánh xe đẩy luôn nha, xe đẩy. Này có cái chốt gài lại nha. Đó. Con này thì dây thì mình chế nấu nhanh hết nha anh em. Đó, mình chế nấu nhanh hết đầy đủ. Đó, nấu nhanh đầy đủ hết nha. Đậy nắp lại là rất là êm luôn. Bên này là hộp điện của nó nha anh em. Này là tắt bật qua nè. Đó, tắt bật qua là chạy tự ngắt nha. Đó, bật qua là tự ngắt. Qua này là tự ngắt nha. Đó, công tắc này nó để im vậy luôn nha anh em. Đó, cái này nó có cái mình để mình ấy lại nha. Xả nước vệ sinh nha anh em, vệ sinh lại nha. Lâu ngày thì nó rác cái này thì mình xả ra. Cái này là đường nước vô. Cái này thì mình cho anh cái co nữa, co răng 27 nữa. Thì anh đút ống vô lên xài. Đó. Đó, cái này nó có thông số nha, cái thùng của nó thông số nha anh em. Đó, 3.7 kg nè. Áp 50 kg. 50 kg cho mình xài, bên Nhật nó xài, mình xài cái 80 nha anh em, là nó đo chuẩn âm ba là anh em xài. Đó, nước nắp đậy đây vặn lại nha. Rồi thùng này thì do anh khách đặt, mình dọn lại sơn lại cái thùng, sơn lại cái màu này nha anh em. Đó, anh thích cái màu này thì sơn lại cái màu này cho anh. Rồi
dây thì anh đặt em 50 mét dây. Mọi dây thì chế nó nhanh hết đầy đủ luôn nha, rất là gọn. Anh em nặng quá thì anh em tháo nó nhanh ra, lấy cái từng khúc lại nha. Đó. Súng cũng nó nhanh luôn. Anh chạy bét 2.5 ly nha. Bét 2.5 ly. Rồi giờ mình sẽ test máy luôn nha anh em. Test máy cho anh em thấy xem tham khảo nha. Ổng điện bấm qua này nha anh em. Rồi. Tấm bộ này thì anh em xài rửa xe là lấy tiền là quá đã luôn, không bàn luôn nha anh em. Đó, tải xe ben ngắt máy luôn nha anh em. Chỉnh áp lại nè, chỉnh áp cả 60 là anh em xài rất là mạnh rồi. Đó, 60. Rồi thì con này thì mình bán cho anh khách đặt nha anh em. Đó, anh đặt nếu mà anh em nào muốn dây thêm thì mình tính tiền dây xem nha, chứ mình bán cái này bộ này thì dây súng đầy đủ 14 triệu nha anh em. 14 triệu. Đó. Còn dây thì anh em tính thêm. Rồi. Rồi cảm ơn anh em đã xem hết video clip mình nha. Anh em mình xem với hay like, share và đăng ký kênh nha. Và để mình ra clip khác cho anh em theo dõi và để ra nhiều máy tốt chất lượng cho anh em xài. Đó, thì rồi xin chào và hẹn lại anh em ấy. Bye bye.